Sau đó tôi xin chào tất cả các bác đam mê săn bẫy trên toàn quốc nha. Mùa bình bịp cũng chuẩn bị bắt đầu đến rồi các bác. Thì nhân tiện đây thì hướng dẫn các bác cách làm một cái giọ chuột thật là đẹp, thật là hoàn hảo. Xin nói các bác làm một cái giọ chuột này cũng rất tỉ mỉ các bác. Nói chung là cũng tỉ mỉ nhưng mà anh em mình dùng là chỉ có thích thôi chứ không bao giờ có chuyện chê được. Đối với cái làm cái giọ chuột này nhá, đầu tiên anh em cần một tấm lưới này. Tấm lưới này rộng là 9 ô. Đấy, anh em làm là 9 ô các bác nhá. 9 ô này. 9 ô là một ô là bị cắt ở đây. Các bác nhìn rõ không? Một ô bị cắt ở đây này, cắt ở đầu đây. Đấy. Cắt ở đầu đây để làm vết gập nhá các bác nhá. Có chiều rộng là 9 ô này, chiều dài là 19 ô. Đấy, chiều dài này là 19 ô nhá, cũng một ô cắt đến đây này các bác này, cắt dở ra nha đây. Bác đếm từ đây nhá. Đếm từ đây này. 1 này, 2 3 4 5 6 đến 19 ô là cắt cho đường này để mình làm đường gập mà. Đây là một hộp gọi là hộp 48 nhưng nó không được 48 đâu các bác. Hộp này hộp gọi là hộp nhôm 48 đấy các bác. Bác cứ hỏi hộp nhôm 48 là nó. Đấy thì là mình sẽ làm bằng cái dưỡng. Cái dưỡng là cái hộp này. Còn hai tấm, một tấm như này là 6 ô này các bác này, chiều dài 6 ô, chiều rộng 3 ô. Đấy, đây là bằng lưới inox vuông 1 phân các bác nhá. Chiều này thì cái này một cái là 7 ô. Đấy, cũng cắt đầu như này để làm cái cánh cửa đấy. Sau đây và cần một kìm cắt này, một kìm bẻ này, một búa này là ok. Sau đây em tiến hành đi nắn cho các bác xem nhá. Đầu tiên là chúng ta sẽ nắn bên không có đường cắt này trước. Đường cắt này để gập cuối cùng nhá các bác nhá. Các bác đặt vào đây này thì nó sẽ vừa với cái hộp nhôm này. Đấy các bác thấy không? Nó vừa với cái xương này luôn, vừa với cái đường gân của inox này luôn. Đấy, chúng ta bắt đầu đặt vừa phát ấn này, gập lại này. Đấy, gập thật vuông à. Gập thật vuông rồi nhá. Rồi anh em chưa vuông lắm thì anh em ke vào, lấy búa gõ thật vuông à. Tại vì là hướng dẫn các bác như này chỉ các bác làm số lượng ít để anh em làm như này, còn bọn em gập số lượng nhiều thì bọn em gập nhanh lắm các bác. Đấy, các bác gập vuông vào như này rồi nhá. Đây nó sẽ vuông đét như này rồi. Đấy các bác, vuông đét luôn. Mình làm cho gập vuông lại. Đấy, để làm cho cái giọ này thật là đẹp, thật là vuông, chuẩn đét luôn các bạn. Tính em cũng cẩn thận lắm nên em làm cái gì cũng cẩn thận. Đây, chiều này cũng vậy, anh em chỉ cần bẻ gập vuông lại cái này. Đấy, gập vuông lại cái, anh em lại gõ phát nữa là nó sẽ vuông ngay các bạn. Đấy, đến đây rồi nhá, anh em lại gập phát nữa này. Chỉ cần gập vòng quanh như thế này là nó sẽ vuông ngay các bạn. Đấy, anh em lại gõ đằng này. Cái hộp này nó rỗng và hơi khó gõ. Đấy, thì anh em dở ra như này thì nó đã vuông đét rồi đúng không? Đấy, anh em vẫn cho vào nhá. Cho vào này. Đây, bây giờ đến công đoạn này. Công đoạn này thì anh em bấm nó xuống, muốn nó bằng nhau đúng không? Thì anh em bấm từ đây thì nó sẽ bằng nhau luôn. Còn nếu mà anh em bỏ hộp ra bấm xuống thì nó sẽ không bằng nhau. Đấy, anh em bấm quy này xuống này. Đấy, đảm bảo vuông đét chặt luôn. Đấy, anh em cứ bấm nó xuống như này. Bấm cái đường cắt đấy, đường cắt lúc mà mình bảo là ô thứ 19 đấy, là gập nó xuống như này để cho nó có cái đầu để mình bẻ. Đấy, gập xuống như này rồi đúng không? Anh em như này thấy vuông đét rồi đúng không? Đấy. Thả ra này các bác này. Mình lấy tay mình gập nó xuống. Đấy, mình đặt đúng chiều nhá. Đây, lấy kìm bẻ nó xuống này các bác này. Bẻ lấy hai đường khóa. Tại sao gọi là bẻ lấy hai đường khóa? Bởi vì là mình khóa nó vòng tròn vào như này. Đấy thì bẻ này gọi là bẻ hai đường khóa. Khóa nó vào để không cho nó chạy được các bạn. Đấy, các bác thấy không? Đấy, khóa hết vào, khóa hai đường vào. Khóa hai cái hai bên. Các bác nào cẩn thận thì khóa hết cũng được. Khóa hết thì càng đẹp. Còn em thì em chỉ khóa hai đường này thôi. Đấy, khóa hai đường này để cho nó khỏi chạy. Đấy các bác gập vào này, bẻ mõm kìm gập vào nhá, gập cái đầu này vào này. Đấy, gập hết vào, gập toàn bộ vào.
thì một cái giọ chuột này sẽ dùng được mãi mãi, và chim bổi không bao giờ cắn được giọ, không bao giờ cắn được chuột mồi mình nhá, không bị hết mồi đâu, các bác yên tâm nhá. Đấy, bẻ hết vào. Nói chung là làm nó cũng tương đối tỉ mỉ các bạn. Đối với nhà em bán mẹt đấy, nhà em đều cho theo giọ chuột này. Và giọ của nhà em là giọ inox, giọ to. Tại sao lại làm cái giọ to như này mà không làm cái giọ nhỏ ti? Tại vì thứ nhất làm cái giọ to như này, con chuột chạy đi chạy lại sẽ con bịt nó sẽ ham hơn là con chuột làm giọ nhỏ nó đứng im một chỗ các bạn. Đấy. Nhiều các bác cứ bảo làm sao mà làm cầu kỳ thế, ra cầu kỳ đẹp thì nó có cái hay của nó rồi. Đấy, sau rồi anh em cắt bốn góc này, bốn cái nan ở góc này nha, anh em cắt bỏ đi hết tất cả bốn nan này. Đấy, cắt bỏ đi. Để lúc mình bẻ vào nó không bị góc mà. Cái nan góc này là nan bỏ đi. Đấy, các bác thấy không? Đây là bốn nan góc này, toàn bộ bỏ đi hết này. Đấy, mình cắt chưa được sát lắm. Các bác cắt càng sát càng tốt nhá. Cái kìm bấm này nó hơi thò ra ngoài quá. Đấy, anh em hơi ngửa lại, ngửa ra tí này. Để mình nhét cái, bây giờ nhét cái đáy này. Cái đáy của cái giọ này, cái đằng sau của cái giọ đây. Mình sẽ lấy cái miếng cắt vuông như này. Các bác nhìn thấy không? Nếu các bác nhìn rõ không? Đấy, cắt miếng vuông như này. Đây anh em cắt vuông như này, không có thừa nhá. Đấy, anh em úp vào đây này, đặt úp vào đây nhá. Đấy, úp vào đây là nó tương đối là căng các bạn. Đấy, anh em úp để ý nhá, mà úp toàn trượt nan chết. Đấy, anh em úp vào rồi đúng không? Nếu đâu anh em giữ, anh em lại khóa nó vào này. Đấy, anh em lại vặn khóa nó một đường khóa này vào, khóa chắc vào là nó không tụt ra, không tụt vào được. Nói chung là làm cái lồng này nó cũng tỉ mỉ lắm. Hướng dẫn các bác thì làm từ từ để cho các bác còn nhìn còn làm. Đấy, anh em khóa một đường rồi đúng không? Lại khóa đường trên này vào nữa này. Đấy, khóa đường trên vào. Khóa cẩn, làm thật cẩn thận. Nói chung là làm một cái giọ chuột này như bọn em làm bình thường, bọn em làm sẽ mất tầm khoảng 5 phút các bạn. 5 phút một cái giọ này. Đấy, các bác khóa hết vào rồi đúng không? Lúc là nó hơi vào trong tí này, anh em lấy kìm anh em có thể đẩn nó ra. Đấy, kiểu là mình bẻ nó bị sát vào trong quá, anh em đẩn nó ra. Này, các đường khác này, anh em cũng bẻ tương tự như các đường kia, gập hết nó lại. Gập hết nó lại như này nhá, thì là đảm bảo cái lồng chuột của mình cực kỳ đẹp mà cực kỳ chắc luôn. Đấy, anh em gập nó lại này. Đấy, nói chung là làm một cái lồng chuột này dễ thôi các bạn, không có gì khó cả. Đấy, anh em nào muốn sưu tầm một cái lồng chuột đẹp thì làm theo cách của em này tương đối là ok, tương đối là đẹp. Nói chung là làm một cái giọ chuột này không ai thể chê được nếu mà để em làm. Nhà em là chuyên bán mẹt, bán lụp, bẫy mình bịp, đồ bẫy mình bịp, chim mồi giả này, mẹt đánh đất này, lụp mẹt mồi này, mẹt nhốt chuột đấy, chim mồi giả này, mẹt đánh đất này, lụp này, lụp nhà em là lụp thửa hàng inox nhé, hàng bao đẹp bao chất cho các bác luôn. Bác nào xem được video nhớ đăng ký kênh, chia sẻ kênh của em. Đây. Đấy, được rồi thì anh em lấy búa này, lấy đầu búa anh em dã dã như này để cho nó phẳng cái đáy này đi cho nó đẹp. Đấy, đúng không? Vuông đét, chuẩn đét luôn các bạn. Đấy, sau khi vào cái đáy xong rồi nhá các bác nhá, vào cái đáy xong rồi này, bây giờ đến lượt anh em vào cái cửa này. Vào cái cửa thì dễ thôi các bạn, vào cửa rất đơn giản, anh em ngắm thì vuông đét đâu, vuông đét luôn, riêng em làm thì không ai có thể chê được các bạn. Đấy, vào cái cửa thì anh em đặt cái miếng như này này,
một miếng này, miếng bể ô này. Đấy, đầu này nó cắt đây rồi. Anh em chỉ việc bẻ bẻ khom vào cho nó thành bản lề thôi. Đấy, anh em bẻ bên này. Đấy, anh em đặt vào như này. Bẻ đúng không? Này, anh em bẻ này. Đây gọi là bẻ làm cái lỗ như kiểu lỗ bản lề đấy các bác. Bên này gọi là bên bản lề luôn. Đấy. Anh em bẻ, anh em quặt vào. Đúng không? Quặt tròn là đừng bóp chặt quá nhé các bác nhé. Bóp chặt quá thì bản lề nó không quay được. Công đoạn cuối cùng là làm một cái móc và một cái dây chun để làm đóng cửa đấy các bác. Cái móc thì với cả dây chun thì không cần phải hướng dẫn các bác nữa, ai cũng có thể tưởng tượng ra được. Lấy một cái mẩu sắt, làm lấy một cái móc, xong rồi là buộc cái sợi dây chun vào, buộc sợi dây lịt vào ấy các bác. Lấy sợi dây lịt là nhanh nhất, buộc vào thì chúng ta có thể là làm được một cái móc khóa cửa rất đơn giản. Các bác thấy không? Em bẻ đây. Đấy. Mở ra mở vào đây. Đấy. Thế là hoàn thiện một cái giỏ chuột cực kỳ đẹp. Và chúng ta buộc lên mẹt. Cái mẹt này thì cái lỗ mẹt, lỗ cầu tử nó phải tương đối to nhá. Thì dùng một cái giỏ chuột này cực kỳ ok, cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, bác nào xem được video nhớ đăng ký kênh, chia sẻ kênh của em nhá. Xin cảm ơn các bác. Xin chào toàn thể các bác. Hẹn các bác video lần sau.